Phật tử, Đại Bồ Tát đối với Như Lai truyền bánh xe pháp nên biết như vậy. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát đối với Như Lai truyền bánh xe pháp nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, Đại Bồ Tát muốn biết Như Lai truyền bánh xe pháp thì nên biết nơi sinh ra bánh xe pháp của Như Lai. Thế nào là nơi sinh ra bánh xe pháp của Như Lai? Phật tử, Như Lai tùy tâm hạnh ưa thích vô lượng sự khác biệt của tất cả chúng sinh mà phát ra bao nhiêu âm thanh để truyền bánh xe pháp. Lại nữa, các vị Phật tử, Đại Bồ Tát muốn biết Như Lai truyền bánh xe pháp thì nên biết nơi sinh ra bánh xe pháp của Như Lai, tức cũng là biết căn bản đạo lý của Như Lai truyền bánh xe pháp. Thế nào là nơi sinh ra bánh xe pháp của Như Lai? Các vị Phật tử, Như Lai tùy thuận tâm hạnh ưa thích vô lượng sự khác biệt của tất cả chúng sinh mà phát ra bao nhiêu âm thanh để truyền bánh xe pháp vô thượng. Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác có tam muội tên là xuất giáo vô ngại vô ý. Vào tam muội này rồi thì thành chánh giác, mỗi thân mỗi miệng đều phát ra âm thanh bằng số tất cả chúng sinh. Trong mỗi âm thanh đều đầy đủ các âm, mỗi âm thanh đều khác biệt mà truyền bánh xe pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ. Người biết được truyền bánh xe pháp như vậy thì nên biết người đó tùy thuận tất cả Phật pháp, không biết như vậy thì chẳng phải tùy thuận. Phật tử, các Đại Bồ Tát nên biết Phật truyền bánh xe pháp như vậy vì vào khắp vô lượng cõi chúng sinh. Các vị Phật tử, Như Lai ứng chánh đẳng giác có một thứ tam muội tên là rốt giáo vô ngại vô ý. Phật vào tam muội này rồi thì thành chánh giác, trong mỗi thân và mỗi miệng đều phát ra âm thanh bằng số tất cả chúng sinh. Trong mỗi âm thanh đều đầy đủ các âm, mỗi âm thanh đều khác biệt mà truyền bánh xe pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ. Người biết được truyền bánh xe pháp như vậy thì nên biết người đó là tùy thuận tất cả Phật pháp, nếu không biết như vậy thì chẳng phải tùy thuận. Các vị Phật tử, các Đại Bồ Tát nên biết và truyền bánh xe pháp như vậy vì giáo hóa tất cả chúng sinh liền khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Các vị nên hồi quang phản chiếu, hãy hô phát Bồ Đề tâm cầu vô thượng đạo. Bấy giờ Đại Bồ Tát phổ hiện muốn thuật lại nghĩa này mà nói kệ rằng: